Rồi, xin chào mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mình thêm một cái bộ wireless mới. Bộ wireless này thì đây để em khui hộp luôn. Có cái mã là WS4. Con này đầu tiên là nó có một cái mà mọi người rất là cần, nó là cái đầu gập. Nó khác với con A8 thì con A8 nó chỉ có cái đầu thẳng và gầm thôi, thì con này nó có cái đầu gập. Và một cái thứ hai của nó nữa là con này có khả năng kết nối 8 thiết bị cùng một lúc. 8 thiết bị cùng một lúc nó là sao? Là nó có 8 kênh. Thường thường ví dụ như đối với cái A8 thì nếu như hai bộ A8 nằm cùng một chỗ thì kết nối nó sẽ dễ bị nhiễu, tại vì tụi nó dùng chung một tần số. Nhưng mà đối với cái này thì khác. Ví dụ anh chị dùng cái kênh số 1 kết nối một cái bộ này, thì khi chuyển qua kênh số 2 nó sẽ bắt một cái tần số khác, nó sẽ không bị trùng với cái kênh số 1 nữa. Cho nên nếu như hai cái bộ này nằm cùng một chỗ với nhau, nó cũng không bị nhiễu. Đấy, cái đấy là cái hay của nó. Và nó kết nối được tới 8 thiết bị. Đấy, màu xanh rồi chuyển qua màu đỏ là 8 cái. Thì nếu như mà hai cái tần số nó không trùng nhau thì nó không bắt được, nó đang nháy nè. Thì khi mà mình chuyển về cùng thì nó sẽ kết nối được. Đấy, nó sáng xanh như thế này là kết nối được. Thì cái bộ này nó sẽ đi gồm hai cái thiết bị là thiết bị nhận và thiết bị phát. Hai cọng sạc nằm ở đây, khi hết pin thì nó báo ở đây. Hết pin thì nó báo ở chấm nhỏ ở đây. Bật tắt thì bằng công tắc này. Và khi đi kèm với nó sẽ là một cái dây sạc hai đầu, mình chỉ cắm vào cái cục sạc điện thoại là được. Cục sạc điện thoại và gắm hai cái đầu này vô hai cái thiết bị là nó sạc. Theo như nhà sản xuất và theo như mình test á, thì mình đã test được tới khoảng 20 mét. Hơn thì mình chưa biết, nhưng mà thường cũng không ai dùng được hơn tới 20 mét hết. Thì mình test được khoảng tới 20 mét. Và thời gian thì nó sẽ tùy vào cái mức độ sử dụng của mọi người. Như mình test thì như nhà sản xuất ghi thì nó được khoảng 4 tiếng và sạc trong khoảng 2 tiếng. Sạc 2 tiếng và sử dụng trong 4 tiếng. Nhưng còn mình thì chắc do mình dùng ít nên cả mấy tháng rồi chưa sạc. Rồi, thì cái bộ này mình đang bán với giá là 1.200.000. 1.200.000 với một cái bộ như thế này. Và một đổi một trong một tháng, nếu như xuất phát những cái lỗi, ví dụ như chưa dùng, bật lên trong khoảng 5 phút tự nhiên nó nóng rang luôn, đó là lỗi do pin, thì cái này mình sẵn sàng một đổi một, không cần kiểm tra. Cái này mình không cần phải test lại trước khi gửi luôn, chỉ cần báo là nó bị nóng rang, gửi hàng về là mình sẽ thu lại và gửi cho mình ngay một bộ mới trong vòng một tháng. Còn cái thứ hai là lỗi kết nối thì gần như mình chưa gặp bao giờ, nhưng mà vẫn loại trừ cái trường hợp là nếu như nó bị lỗi kết nối, có nghĩa là để hai cái cùng một cái tần số nhưng nó không bắt được ha, thì mình vẫn nhận một đổi một trong vòng một tháng. Rồi thì anh chị nào có nhu cầu đặt cái sản phẩm này thì liên hệ em ở số điện thoại 0982849085. Còn video test thì mình test đã nhiều ở trên cái kênh của mình rồi. Này mình giới thiệu sơ về sản phẩm thôi. Cảm ơn anh chị.